Chiều nay 23 tháng 12 năm 2023 vào lúc 14:10, một chuyến bay của Airbus A330-300 của Malaysia Airlines với số hiệu MH53 đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay đang trên hành trình từ Osaka về Kuala Lumpur, Malaysia. Chuyến bay đã phải hạ cánh chuyển hướng xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì trục trặc kỹ thuật và theo thông tin ngoài lề thì đã bị trục trặc ở một động cơ. Chuyến bay MH53 này là chiếc Airbus 330-300 có số hiệu đăng ký là 9MMTH. Máy bay này đã có 11 năm tuổi và chiếc máy bay này sử dụng là 27 ghế hạng thương gia, 16 ghế pre-eco và 247 ghế eco và sử dụng động cơ Pratt Whitney. Và máy bay MH53 sẽ hạ cánh ở đường băng 25 trái và đây là một trường hợp rất là hiếm gặp ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và cũng là hiếm gặp với Malaysia Airlines. Và theo trang Flightradar 24 giờ thì máy bay đang ở ngang Nha Trang Khánh Hòa thì đã chuyển hướng về hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và máy bay được lệnh tại hạ cánh ở đường 25 trái và ở sân bay thì các xe chữa cháy đã được bố trí ở dọc đường hạ cánh. Khi máy bay hạ cánh là sẽ sẵn sàng phản ứng. Và sân bay Tân Sơn Nhất đã bố trí hai xe chữa cháy và một xe chỉ huy đi ở ngay đầu đường lăn song song. Đây là những chiếc xe chữa cháy sẽ được hộ tống chiếc MH53 về sân đỗ. Và chiếc MH53 đã hạ cánh an toàn và bắt đầu thoát ly khỏi đường băng 25 trái để lăn về sân đỗ. Và chiếc máy bay có thể tự lăn về sân đỗ được, không cần sự trợ giúp của xe kéo hay bất cứ phương tiện nào. Và đây là tình huống khẩn cấp nên thế là khi máy bay bắt đầu dừng chậm trên đường lăn thì hai xe cứu hỏa sẽ chạy ngay phía sau và để sẵn sàng hỗ trợ máy bay khi có sự cố. Còn đây là đội hình xe, là xe đầu tiên, xe màu trắng là xe dẫn đường, hai xe cứu hỏa phía sau và một xe chỉ huy đứng gần đó để có thể sẵn sàng ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp. Và chiếc MH53 này có thể tự lăn về sân đỗ được, đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Đây không phải là trường hợp gọi là hiếm ở sân bay Tân Sơn Nhất, lâu lâu ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng đón những chiếc chuyến bay hạ cánh khẩn cấp như thế này. Thứ nhất là có thể cứu hộ cứu nạn những người bị ốm đau ở trên máy bay hoặc là máy bay bị trục trặc, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình quay được những cái cảnh như thế này. Thank you.
và chiếc MH53 này đang lăn ngang qua đường khu vực nhà ga T3 mới đang xây dựng ở Việt Nam. Và các xe chữa cháy luôn luôn túc trực ở phía đằng sau chiếc máy bay, cùng với đi đầu là chiếc xe dẫn đường đưa máy bay an toàn về bãi đỗ. Nói qua một chút về hãng Malaysia Airlines này, hãng Malaysia Airlines cũng bay tới sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh bằng chiếc Airbus A330-300 này hoặc là Boeing 737 của họ, và họ có những chuyến bay buổi sáng và buổi chiều, và đây là trường hợp khẩn cấp khi hạ cánh ở đây thì cũng là dễ dàng khi mà có những chuyến bay nối chuyến có thể phục vụ để tải khách đi về tại Kuala Lumpur. Bay đang lăn qua khu vực nhà ga T3 đang xây dựng, và phía trước là đội máy bay của Vietjet Air rất là hoành tráng, và nhà ga T3 đang dần hình thành ở phía sau và chắc khoảng một năm nữa là sẽ khánh thành. Và đến khu vực đài chỉ huy cũ ngày xưa của sân bay Tân Sơn Nhất thì xe dẫn đã dẫn máy bay cua vòng vào để vào đến gần bãi đỗ, và đây là bãi đỗ thì gần ngay sát khu vực của đài chỉ huy cũ. Và chiếc Airbus A330-300 Malaysia đã được lăn vào đến gần khu vực bãi đáp, và hiện tại là theo như mình biết là hiện chưa có tàu dự phòng đến, nhưng mà 1/3 khách đã được đổi chuyến và 2/3 khách và phi hành đoàn được nhập cảnh và về khách sạn nghỉ ngơi và chờ những chuyến bay tiếp theo vào ngày mai. Và cũng nhiều thông tin ngoại lệ cho biết là vào chiều mai thì Malaysia Airlines sẽ đưa hai chiếc Airbus A330-300 khác để qua sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh để đón lượng khách này về, và chiếc máy bay sớm đến sớm nhất là khoảng lúc 14 giờ chiều và một chiếc tiếp theo vào lúc 3 giờ chiều.